Năm 2022 thì lắp màn Android như nào được các cả anh em? Ở đây thì các bác có thể thấy chiếc xe CX-5 2022 này bên em đã nâng cấp cho em nó một chiếc màn Android giữ nguyên hệ điều hành Zin nha các bác nhé. Đây, các bác vẫn có thể giữ nguyên cái hệ điều hành Mazda Connect như thế này. Có đầy đủ tính năng luôn và nó sẽ có thêm cái tính năng của màn Android. Có tích hợp Absolute Lốp cho các bác này. Đây, các bác khi mà các bác di chuyển trên đường thì không lo vấn đề là lốp non hay lốp căng nữa rồi đúng không ạ? Thì ở trên này mình sẽ hiển thị khi mà khởi động màn lên thì nó sẽ hiển thị và nó hiển thị bốn cái lốp này và có cả nhiệt độ của lốp của từng lốp luôn, rất là chi tiết. Đây thì có đầy đủ và cái màn này thì sẽ có kèm camera 60 đây các bác nhé, camera 60 toàn cảnh rất là sắc nét như thế này, kể cả buổi tối hay ban ngày các bác xin ăn gạt bên nào sẽ hiển thị cái lốp bánh bên đấy luôn. Đây khi các bác vào lùi này, mình sẽ có cả đánh theo góc lái luôn các bác nhé. Đặc biệt cái này rất là hữu ích cho chị em phụ nữ hoặc là các bác nào mới tập lái nha các bác nhé. Các bác mới có bằng lái xe này thì mình không biết là mình trả thẳng lái hay chưa. Và không thể thiếu màn Android, không thể thiếu được phần bản đồ và ra lệnh giọng nói rồi các bác. Mở video nhạc trẻ remix. Các bác chỉ cần ra lệnh thôi, mình đọc câu lệnh thì ngay lập tức màn nó sẽ mở những cái ứng dụng mà mình yêu cầu này. Đấy, mở ngay nhạc này đúng không ạ? Đây, to này. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Việt Map. Đấy, các bác có thể thấy không? Với mà nguyên bản thì các bác sẽ không sử dụng được nhiều tính năng như thế này. Các bác chỉ có thể nghe nhạc USB hoặc kết nối với điện thoại thôi. Nhưng mà với màn Android khi mà nâng cấp lên các bác vẫn giữ nguyên zin nha các bác nhé. Đối với cái dòng xe Mazda này. Và các bác sẽ có phần màn Android như thế này thì các bác có bản đồ cảnh báo giới hạn tốc độ đây, các bác không lo đi quá tốc độ hoặc là mình di chuyển có bị sai không thì trên này nó sẽ tạo lộ trình. Các bác chỉ việc đi theo cái mũi tên chỉ đường như này, đi đến đâu rẽ trái rẽ phải nó sẽ hiển thị hết cho mình và có âm thanh cảnh báo bằng loa của ô tô này luôn. Nên các bác không cần dùng cái điện thoại nhỏ gọn ở trên này, các bác để trên này nữa rồi. Và tất cả những phím rảnh tay trên này thì vẫn giữ nguyên zin cho các bác. Đây, tăng giảm âm lượng. Nách bài các thứ vẫn đầy đủ hết cho các bác nghe gọi. Bác nào mà đang sử dụng cái dòng xe Mazda mà chưa biết là nâng cấp cái màn nguyên bản của mình để nâng cấp lên màn Android như thế nào thì các bác có thể qua Gala Thái Nguyên các bác nhé.